cùng đến với những thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, chiếc xe khách dừng nằm mang biển số Thừa Thiên Huế khi đi qua địa phận tỉnh Phú Yên đã tông sập nhà dân, khiến cho tài xế tử vong và ba hành khách bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 6 tại km số 1314 cộng 500 tại khu phố Trí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vào thời điểm trên xe ô tô khách mang biển số thừa thiên huế chạy theo hướng bắc nam khi qua địa phận phú yên thì bất ngờ lao vào nhà bà nguyễn thị phương cú tông mạnh khiến cho phần mặt tiền các nhà bà phương đã bị sập hoàn toàn chiếc xe bị biến dạng phần đầu tài xế kẹt trong cabin hành khách hoảng loạn một số hành khách được người dân giúp đỡ đập cửa kính để cứu ra khỏi xe ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng đã đến cứu hộ cứu nạn tài xế tử vong tại hiện trường ba hành khách bị thương nhiều mảng bê tông gạch vữa của căn nhà bị sập đổ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân.